Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá, ngày 23 tháng 12. Nhận định bóng đá Indonesia với Campuchia, 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12. Campuchia đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Philippines và tối 23 tháng 12, các học trò của huấn luyện viên Honda đang được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn địa chấn khi làm khách trên sân của Indonesia. AFF Cup 2022 đã chứng kiến bất ngờ, đầu tiên khi Campuchia đã đánh bại đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều là Philippines. Các các học huấn luyện viên Honda đã chơi đầy tự tin và chỉ sau 20 phút đầu hiệp 1, họ đã dẫn đối thủ đến 2-0. Đây là trận đấu mà Campuchia chơi bóng khá đỉnh đạt, trong đó Bung Hình đã rực sáng với cú đúp trong chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Philippines. Campuchia đem đến AFF Cup 2022 với đội hình trẻ chung và thể hiện được sự gắn kết lớn. Chiến thắng ngày ra quân đã mở ra cơ hội lớn cho Campuchia trong việc có thể cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Trong khi đó, đối thủ của Campuchia là Indonesia chưa đá lượt đầu và lúc này họ vô tình có lợi thế trong việc đua tranh tấm vé vào bán kết. Philippines đã thua Campuchia và tối 23 tháng 12, chỉ cần thắng được, Campuchia thì lúc đó, đội bóng xứ vàng đảo nắm quyền chủ động cùng lợi thế lớn để đua tranh vị trí nhất nhì bảng A trong lịch sử AFF Cup, Indonesia được xem là vua về gì và chưa từng vô địch giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Thế nên lần này họ quyết định tân trang đội hình bằng việc gọi nhiều cầu thủ nhập tịch. Huấn luyện viên Sin trao cơ hội cho ba cầu thủ nhập tịch, bao gồm Lok và hai tân binh Sandy Watts và Jordi Amat. Trong đó cầu thủ được định giá cao nhất AFF Cup 2022 là Jordi Amat 1 triệu euro. Trung vệ nhập tịch của Indonesia từng chơi bóng ở ngoài hạng Anh là Liga. Dù đã chạm mốc 30 tuổi và không còn thi đấu đỉnh cao ở châu Âu, Jordi Amat vẫn là một tên tuổi lớn so với các đồng nghiệp ở Đông Nam Á. Với sự bổ sung, các nhân tố nhập tịch, huấn luyện viên xin kỳ vọng tuyển Indonesia với dàn cầu thủ trẻ sẽ được tăng cường sức mạnh, ổn định hơn so với lực lượng dự kỳ AFF cấp trước. Klopp là người Hà Lan, đã thể hiện được trình độ khi cùng U23 Indonesia giành huy chương đồng SEA Games 31. Trong khi đó, Quas là người Mỹ, Ahmad là người Tây Ban Nha. Bộ khung chính của tuyển Indonesia chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vẫn dựa trên lứa U23 triển vọng. Ông xin phát hiện và rèn luyện suốt 3 năm qua. Trận mở màn bao giờ cũng khó và nếu Indonesia không tận dụng được lợi thế sân nhà, thì lúc đó họ sẽ tự bắt vào chân mình trong việc cạnh tranh, tấm vé vào bán kết. Đội hình dự kiến Indonesia, Nadeo Aga Winata, ASNAVKI Mangkulam, Jody Ahmad, Rizky Rizho, Pratama Akhen, Mark Siarian AB Meniu, Sandy Wak, Trách Irianto, Ayel Daya Spasuzevic, Muhammad Rafli, Campuchia, Kel Sosala, số Barain, chân chấp theo esta MBATH, ủy Visa, Lim Pisok, On Chanpolin, Trung Bùng Hình, SOS Suhana, Sin Chan Thea, Muslim. Dự đoán kết quả, Indonesia thắng Campuchia 2-1. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.